Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe MG ZS ạ. Chiếc xe MG ZS nó sẽ có ba bản cho lựa chọn là bản Luxury, bản Comfort và bản Standard. Khi mà sang tháng 6 này đang có các chương trình khuyến mại như thế nào thì phép giới thiệu cho anh cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lớn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho về một chiếc xe MGZS bản 1.5 bản standard. Nó sẽ là bản thấp nhất của dòng xe MGZS anh em nhé. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 519 triệu ạ. Sang tháng 6 này thì đại lý chúng em đang Bán cho mình giá đang là 514 triệu đấy ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 5 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe MGZS bản 1.5 bản standard này là mấy nồi đang là 599 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 193 triệu. Còn ở tỉnh áp thuế 10% thì đang là 570 triệu. Trả góp thì đang là 165 triệu ạ còn ở tỉnh áp thuế 12% thì đang là 580 triệu. Trả góp thì đang là 175 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 588 triệu. Trả góp thì đang là 183 triệu ạ. Còn nếu mua giá tốt hơn hay là khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bài như nào thì anh em gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em chắc chắn mấy em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nha Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe MGZ bản 1.5 bản Comfort ạ Với giá miếc của chiếc xe này đang là 569 triệu ạ Sang tháng 6 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 559 triệu ạ Tức là giảm giá cho anh em là 10 triệu tiền mặt ạ Vậy thì chiếc xe MGZS bản 1.5 bản Comfort này Nam Yên Nội đang là 650 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 209 triệu Còn ở tỉnh thì đang là 620 triệu Trả góp thì đang là 180 triệu ạ Còn ở tỉnh áp thuế 12% thì đang là 631 triệu Trả góp thì đang là 191 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 638 triệu Trả góp thì đang là 197 triệu ạ ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi vì giá xe Tổng bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp Lá xuống hàng như nào Thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại sao quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Để gửi lại thông tin chi tiết nhất Cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe MGZ bản 1.5 Luxury ạ. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 619 triệu ạ Sang tháng 6 này thì đại lý Trung em đang bán với giá đang là 609 triệu ạ Tức là giảm giá cho anh em là 10 triệu tiền mặt em nhá Vậy thì chiếc xe MGZS bản 1.5 bản Luxury này Năm ấy nội đang là 706 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 225 triệu Còn đợt tỉnh thì đang là 675 triệu Trả góp thì đang là 195 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 12% thì đang là 687 triệu. Trả góp thì đang là 207 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 693 triệu. Trả góp thì đang là 213 triệu ạ. Ok, vậy sau này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe tổng năm bánh, chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe MGZS rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy video này like em xin phép em sẽ dừng video đây Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe Toàn bộ dòng xe của MG Cũng như các xe khác nhau Như Hyundai, Kia, Mazda VinFast, Mitsubishi, Nissan Ford, Toyota Để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất Còn em chưa đăng ký kênh của em Thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe Tổng đoàn bánh Và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này các em ạ